thứ hai tuần 32 thường niên. Lời Chúa: Nếu người anh em xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Luca chương 17, câu 3b đến câu 4. Luật tiên khởi: Thương yêu nhau là yêu thật trong lòng, chứ không phải có bộ tình nghĩa bề ngoài, mà để lòng hiềm khích người nọ chẳng ưa người kia đâu. Và tình yêu ấy thì phải tỏ ra nơi lời nói, nơi mặt mày cùng trong việc làm. Suy niệm: Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mỗi người phải tha thứ cho nhau, không chỉ một lần mà tha thứ 70 lần 7, nghĩa là không có một hạn định nào cho việc tha thứ. Nhưng thực tế, trong cuộc sống, tha thứ là việc làm cực kỳ khó khi người phạm tội cứ lặp đi lặp lại, khiến chúng ta trở nên mệt mỏi và chán nản. Chúng ta dễ hoài nghi về sự chân thành hối lỗi nơi người xin tha thứ. Nhưng điều mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta thực hiện là tha thứ, và tha thứ không giới hạn. Đức Giêsu trên thập giá đã kêu xin Chúa Cha tha thứ cho người đóng đinh mình. Thánh Tê-phan-ô khi bị ném đá cũng cầu xin Chúa tha thứ cho những kẻ bách hại mình. Đến lượt chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta cũng học nơi Chúa sự tha thứ đến tận cùng, bằng cách yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Trong đời sống cộng đoàn, sự chung đụng luôn luôn có. Chúa Giêsu muốn những người môn đệ của Ngài không chỉ cầu nguyện với lời kinh lạy Cha, nhưng còn sống lời kinh này trong mối tương quan huynh đệ. Đó chính là một cuộc sống yêu thương nhau, yêu trong suy nghĩ, yêu với cảm xúc, yêu bằng lời nói và yêu bằng hành động. Đối với người con Đức Mẹ vô nhiễm, Cha bề trên tiên khởi cũng khuyên nhủ chị em: Thương yêu nhau là yêu thật trong lòng, chứ không phải có bộ tình nghĩa bề ngoài, mà để lòng hiềm khích người nọ chẳng ưa người kia đâu. Và tình yêu ấy thì phải tỏ ra nơi lời nói, nơi mặt mày cùng trong việc làm. Ước gì sự chan hòa tình yêu nơi mỗi chị em là hương thơm lan tỏa đức bác ái cho những người chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về một tình yêu không đòi hỏi, tình yêu xuất phát từ sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết yêu thương, đón nhận nhau trong những giới hạn riêng của mỗi người, hầu chúng con trở nên chứng tá sống đồng cho tình yêu Chúa giữa thế giới khô cằn hôm nay. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống. Hôm nay, chị em cùng nhìn lại tâm hồn mình xem còn khúc mắc, giận hờn với một ai đó mà chưa hòa giải được. Chúng ta hãy làm những bước nhỏ của sự tha thứ. Xin Chúa cho mình có thể tha thứ và làm hòa với người đó. Cầu nguyện cho người đó để mình có thể can đảm đi bước trước làm hòa với họ, nở một nụ cười hay nói một lời tử tế với người đó.